Thưa quý vị, xưa nay chúng ta mới chỉ nghe thấy người ta lấy cảm hứng từ âm nhạc để vẽ tranh, chứ đã mấy ai vẽ được âm thanh. Ấy vậy mà một họa sĩ Việt và một họa sĩ Hà Lan gốc Thái Lan đã làm được điều đó. Đặc biệt hơn, họ đã quyết định cùng nhau tổ chức một triển lãm tranh đôi lần đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Vũ điệu sắc màu, Dancing Color of Nature, chính thức khai mạc vào tối qua tại Hà Nội và đang thu hút được sự quan tâm không nhỏ của công chúng thủ đô. Hãy đến triển lãm và tận mắt ngắm nhìn các tác phẩm. Có thể bạn sẽ thấy những xào xạc của cây lá, những tiếng rít của cơn gió mạnh và còn nhiều âm thanh khác nữa. Âm nhạc cho đôi mắt, cánh đồng hoa tulip hay tháng 10, những mảng màu được dệt nên bởi họa sĩ Sam Sốc Trai Túc. Âm thanh thiên nhiên, giao hưởng vàng, giai điệu của tre lại là những rung động xúc cảm rất khác của họa sĩ Hoàng Định. Nhưng cùng chung cảm nhận về sự giao lưu khăng khít giữa 7 nốt của âm nhạc với 7 sắc của hội họa, hai họa sĩ với trường phái trừu tượng biểu hiện đều đã tìm cách truyền tải các năng lượng của nhịp điệu chạm vào cảm xúc trực tiếp của người thưởng thức tranh. Tôi muốn đưa ra một cái cảm nhận của mình giữa cái giao lưu của mình, những cái âm thanh, những cái tín hiệu về thị giác, những cái tín hiệu về âm thanh, nhất là về âm thanh của trong không gian thiên nhiên cũng như trong không gian vũ trụ tiếp nhận, luôn luôn tiếp nhận vào mình và mình muốn đẩy nó ra để tạo lên những cái tác phẩm. Anh Hoàng Định đã nung nấu ý định tìm một người bạn để triển lãm chung. Sau khi xem những tác phẩm của tôi thì anh ấy cho biết là anh ấy rất mê, gần như là thấy được tính nhạc đối với thị giác của người ta vậy. Và vì thế, anh Định đã mời tôi triển lãm chung để khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được âm nhạc trong con mắt người họa sĩ, tận mục sở thị những tác phẩm này. Triển lãm tranh Vũ điệu sắc màu Dancing Colors of Nature của hai người bạn, hai họa sĩ Hoàng Định và Sam Sốc Trai Túc đến từ hai đất nước khác nhau là một bản phối tài tình của 14 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, góp phần minh chứng cho sức truyền cảm không biên giới của hội họa. Các tác phẩm được bố trí thành hai không gian nhưng vẫn kết nối với nhau để người xem có thể vừa trải nghiệm trọn vẹn những biểu đạt độc đáo của từng họa sĩ, đồng thời thưởng thức một bản phối mà ở đó là những sắc màu riêng, hòa quyện, nâng tầm cho nhau. Như cả hai anh thì có thể nói là không đi sâu vào cái hiện thực nhưng lại bám sát vào đời sống để từ đó có cái cảm xúc riêng và tạo cho mình được hai cái phong cách khác nhau. Cũng là nét cả, nhưng mà anh thì sử dụng nét rất là mạch lạc, những cái nét mang tính trang trí cao. Rồi anh ấy sử dụng nét theo kiểu phóng túng. Như vậy là đi bên cạnh nhau đồng tạo chúng ta một cái triển lãm đáng xem. Cuộc hội ngộ giữa một họa sĩ Việt Nam với một họa sĩ quốc tế cùng vẽ âm thanh chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật thú vị, một hơi thở thực sự giá trị của mỹ thuật giai đoạn hiện nay. Triển lãm Vũ điệu sắc màu Dancing Colors of Nature sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2018 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng với chuỗi hoạt động art tour bổ ích dành cho các sinh viên, họa sĩ trẻ, trẻ em và những người yêu thích mỹ thuật.